Quản Chi Vi toàn những người rất là tài năng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc rất là mới Là Ai. Cảm ơn quý vị. Vẫn không rời lúc em đã ngủ say. Là ai khiến con tim em trở nên bối rối? Là ai dẫu cho ngập nắng hay rơi đầy mưa? Là ai hứa bên em chẳng rời? Là chính cuốn như dòng xuôi trôi xuôi vực sâu tình yêu, lấp đi bao nhiêu tuổi sâu vun vỡ. Là ai khiến con đường vắng chờ vợ cũng thấy vui? Là ai khiến nơi em hay cười? Là chính anh vẫn vượt muôn rừng sâu đèo cao thác núi chẳng đổi thay. Nếu hướng đi ta phải xe đổ thì anh luôn đứng nơi đây, bao hoài nghi buồn đau mong khi gặp nhau dần tan biến. Vẫn nhớ mong anh đêm ngày, em vẫn nơi đây, vẫn nhớ mong anh.